Ơi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của Ngọc Chính PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829 411 281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên em. Nhà em nhận hàng thanh toán kẹo bên em là không kiểm không xâm hàng giúp em. Em cảm thấy tin tưởng em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi số khác tham khảo và trải nghiệm dần. Hàng em quay sao em gửi hàng cho như vậy chứ không quay một kiểu gửi một kiểu. Đảm bảo đúng hàng đúng mẫu mã chuẩn size luôn cho anh em. Thì tất cả những chương trình khuyến mãi chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đấy cho mình. Đấy, nhà mình thì chuyên kẹo PCP giá rẻ phục vụ anh em. Hàng thì có hàng 4.5, 5.5, 4.5, 4.52, 5.5, 5.52, 5.54, 6.35, 6.38, 6.40. Đấy, cho anh em lựa chọn. Hàng thì có hàng đóng máy, hàng chì nhập và hàng cao cấp. Hàng đóng máy, hàng chì nhập và hàng cao cấp có 3 loại như vậy. Anh em quan tâm với sản phẩm nào thì anh em quan tâm. Hàng rẻ nhất bên nhà mình là 350.000. Đấy, thì vẫn nói luôn sơ qua về hàng đóng máy loại 1. Đóng máy loại 1 này thì nói thật ra với anh em là chơi cự ly tầm 70-80 mét. Ok, xa hơn thì em không nói. Thì chất lượng chì chơi chì lội nên là nó sẽ khác giá nên nó rẻ hơn chứ không chì nhập được. Chì nhập thì giá thành nó sẽ đắt hơn một tí. Đắt hơn một tí, chất lượng thì nó cũng tốt hơn. Đấy, thì nói chung là mấy anh em là tiền nào của đấy. Nhưng anh em nào cần bắn ở cự ly tầm 56-70 mét thì anh em sử dụng hàng chì nhập, hàng chì lội này, hàng đóng máy loại 1 này. Từ 4.5 đến 6.40 mình đoán đồng giá cho em là 350.000 một ký. Đấy, hàng chuẩn chất lượng. Đấy, nói về hàng salon, tất cả hàng salon này thì đều salon này nhá. Thì mình nói luôn salon này thì làm bằng chì dây khuôn nhập. Đấy. Dòng này thì có hai loại, có hàng khuôn một lỗ và khuôn 10 lỗ. Đấy. Chất lượng thì em nói thật với anh em thì chất lượng thì đơn giản cho anh em là cái chất lượng dòng này thì bán xa, bán ở cự ly xa. Đấy. Bán ở cự ly xa, bán ở cự ly tầm 100-120 mét là chuyện bình thường. Số lúc này bây giờ anh em sử dụng nhiều nhất. Đấy, tại vì độ phá của nó mới cả độ trụ của nó cao nên là anh em hay sử dụng. Đấy, thì mọi chi tiết anh em mua hàng anh em liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.